Nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này gồm 6 người từ 14 đến 16 tuổi. Công an bước đầu xác định họ gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở quận Bình Tân. Ngày 29 tháng 12, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai 6 nghi phạm trong nhóm cướp giật tài sản vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo cảnh sát, các thành viên băng cướp từ 14 đến 16 tuổi. Họ không đi học mà tụ tập ăn chơi lêu lỏng, thiếu tiền tiêu xài, các nghi phạm lập nhóm đi cướp giật. Nhóm này thường ra tay là những cung đường vắng người. Họ phân chia nhiệm vụ rõ ràng khi gây án, tài sản sau khi chiếm đoạt sẽ được bán rồi chia nhau tiền. Theo Công an quận Bình Tân, các nghi phạm còn nhỏ nhưng ra tay dứt khoát, manh động. Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm này thực hiện khoảng 5 vụ cướp giật. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.